Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại vị trí neo đậu của tàu kiểm ngư 390 thuộc chi đội kiểm ngư số 3 đặt tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Con tàu kiểm ngư 390 chuẩn bị xuất phát đưa đoàn công tác số 5 thành phố Đà Nẵng thực hiện chuyến công tác thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Cùng tham gia chuyến công tác trên tàu kiểm ngư 390 còn có đoàn của lãnh đạo quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, một số địa phương trong khu vực miền Trung, cùng với các nhà báo, văn nghệ sĩ, đại diện các gia đình có công và các cựu chiến binh. Đoàn công tác số 5 do chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi làm phó trưởng đoàn. Trong số hơn 190 thành viên đoàn công tác số 5, có 70 thành viên của thành phố Đà Nẵng là lãnh đạo, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố, đại diện Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành quận huyện, hội đoàn thể, các cá nhân là gương điển hình tiêu biểu của thành phố, giáo viên dạy môn lịch sử ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, gia đình có công với cách mạng, thân nhân gia đình cán bộ, lực lượng vũ trang đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, các phóng viên và văn nghệ sĩ của thành phố. Chúng tôi đã làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị từ công tác quán triệt giao nhiệm vụ cho thành viên của đoàn công tác đi về tổ chức chuẩn bị rất là kỹ càng về khâu tổ chức khám sức khỏe và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ để chuẩn bị bảo đảm các mặt công tác hậu cần, chuẩn bị quà để tặng cho quân và dân quần đảo Trường Sa theo đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo. Hoạt động của đoàn công tác số 5 tham quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung với cán bộ chiến sĩ nhân dân huyện đảo Trường Sa, đồng thời tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, động viên cán bộ chiến sĩ chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ được Tổ quốc và nhân dân giao phó.